Chào mừng tất cả quý vị khán giả thân thương trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Bi. Giờ phát sóng của chúng tôi là 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị thấy lạ lắm đúng không ạ? Tại sao hôm nay không phải là MC Trần Anh Huy đẹp trai cao ráo và xuất hiện ra một cái thân hình như tôi? Đúng, hôm nay anh Huy anh bận quá và em đã thế vô cái chỗ của anh. Anh Huy anh cẩn thận coi chừng tất cả những số sau đều là em hết nha anh Huy ạ. Nói đùa vậy thôi ạ. Chúng ta là giao lưu kết nối giữa một bạn fan và thần tượng của mình. Và ngày hôm nay bạn fan của chúng ta là chào em. Dạ, xin chào anh Vũ, xin chào tất cả mọi người. Em tên là Nguyễn Thắm và mọi người có thể gọi em là Vỡ. Hôm nay em tới đây để có thể được gặp một idol của em. Em có thể bật mí chút xíu về cái người thần tượng của mình được không? Thần tượng của em rất là dễ thương. Anh ấy có những cái clip rất là viral về đột nhập vào nhà của những người nổi tiếng. Ok, thôi như vậy thì anh sẽ mời trực tiếp thần tượng của em ra tại đây luôn. Dạ. Thần tượng ngày hôm nay chính là đột nhập nhà chị Bảo Anh đi anh. Chị Bảo Anh nghe nói có nhà mới sao ấy, trời ơi. Chị Bảo Anh cũng quý anh lắm, chắc sang chị cũng đối xử tử tế ha. Mong là vậy ha. Đột nhập chị Bảo Anh đi ạ. Em chào chị Bảo Anh mọi người. Mọi người, bằng cách nào mà em đột nhập vô đây? Thánh đột nhập đã xuất hiện tại Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chào anh Vũ, mình là Đức Anh và mọi người thường hay gọi mình với một cái biệt danh rất là dễ thương và khiến người khác tò mò là Thánh đột nhập. Thánh đột nhập ở đây tức là Đức Anh có thể nhảy vào nhà bất kỳ một nhà người nổi tiếng nào hay một chương trình nào mà mọi người cảm thấy rất là wow khi mà thấy Đức Anh xuất hiện tại đó. Thế rồi bây giờ anh hỏi thử cảm xúc của em khi được gặp một cái người mà em hâm mộ, em thân thương xuất hiện trước mặt em thì em thấy như thế nào ạ? Anh dễ thương quá. Ok. Em dễ thương quá. Anh cũng dễ thương quá. Chúng mình đều dễ thương. Dạ, đây không phải là chương trình kết đôi yêu thương à. Em cũng biết nói vậy thôi ạ. À. Vâng ạ. À. Đức Anh, cảm xúc của em như thế nào khi mà được gặp một người hâm mộ em ngoài đời trực tiếp như vậy? Thì thật sự đấy là một cái điều mà rất hạnh phúc, mà nó là một cái động lực mà giúp mình nghĩ là trời, mình phải làm thật nhiều những nội dung hơn nữa để mà đền đáp lại những cái sự yêu mến này của mọi người anh ạ. À. Thì từ ngày hôm nay mình lại có thêm một lý do nữa để mà mình cố gắng hoàn thiện bản thân của mình hơn. Nếu đã như vậy thì chúng ta hãy cùng nhau đến với vòng 1 để có thể trò chuyện hiểu hơn giữa thần tượng và người hâm mộ mình. Chúng ta cùng nhau đến với phần 1 ạ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần 1 của Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Trước khi mà đến với câu hỏi của fan hâm mộ thì em có thể hứa rằng đây những gì em nói ngày hôm nay sẽ là sự thật không ạ? Tại vì em cũng là một con người không có nhiều bí mật lắm đó. Thì em sẽ xin thề những cái gì ngày hôm nay mình nói ở đây sẽ là sự thật. Còn nếu không là sự thật thì anh sẽ chịu hình phạt. Ốm đi 10kg. Đã chưa? Có đủ thuyết phục em chưa? Chắc chắn là em sẽ tin idol của em. Vậy em hãy đến với câu hỏi đầu tiên. Thì em có một câu hỏi muốn hỏi anh Đức Anh là cái ý tưởng đột nhập trước đó anh có ý tưởng gì nữa không, hay là anh có làm gì trước đó? Đức Anh là những người đầu tiên tiên phong để mà mình làm những cái nội dung có ý nghĩa và có định hướng cụ thể ở trên mạng xã hội. Và trước khi làm đột nhập nhà sao thì Đức Anh làm những cái mà nó mang tính mà magic hơn, thần kỳ hơn, là ví dụ mình nhìn thấy một ai đấy ở trên tivi và mình hắt xì một cái vào người đấy từ trong cái màn hình tivi văng ra ngoài. Cảm xúc đầu tiên khi mà mọi người nhận ra anh ở ngoài đường thì anh cảm thấy như thế nào? Cái việc mà được mọi người nhận ra mình anh Vũ, nó sướng lắm, nó khó quên lắm. Vậy Đức Anh có thể chia sẻ về cái lần gặp nào mà ấn tượng nhất, lần gặp gỡ với fan đó? Có một cái buổi mà em đi Đà Lạt, em ở một cái khách sạn hôm đó, và buổi sáng em ngủ dậy là em đã thấy rất là nhiều người đang
đứng ở trước cái phòng em ở. À, mọi người muốn đột nhập vào em. Và mọi người nói là trời ơi, các anh chị và các cô đã đợi ở đây 4 tiếng để mà đợi em ngủ dậy để được chụp hình cùng em, vì biết là 12 giờ trưa em sẽ check out. Và khi mà chụp hình cùng mình, mọi người, trời ơi, chị run quá em ơi, chị run quá. Mình bảo trời ơi, chị ơi, em cũng là người bình thường thôi, em cũng như bao người thôi, em rất là biết ơn khi mà mọi người yêu quý em đến như thế. Và sau đấy thì mọi người còn cho mình rất là nhiều món quà, rồi tình cảm mọi người gửi về nữa. Thì em nghĩ đây là một cái điều mà rất là hạnh phúc. Như em cũng thấy nãy giờ Đức Anh chia sẻ rất là nhiều về công việc của Đức Anh cũng như là cái cuộc sống xung quanh rồi, thì em có muốn những câu hỏi nào riêng tư hơn về Đức Anh, muốn hỏi Đức Anh không? Em gặp ảnh em hồi hộp quá. Trước khi mà anh làm công việc này thì anh đã từng làm công việc gì? Trước khi mà làm cái nghề sáng tạo nội dung thì cuộc sống của Đức Anh gói gọn trong một chữ là nghèo. Nghèo á? Dạ. Em cũng may mắn là làm sao mình cũng được học hết 3 cấp. Và sau đấy thì sau khi học xong thì mình đã có một quãng thời gian nó khá là gọi là chật vật. Cuộc sống cũng khó khăn quá đúng không từ em? Từ những cái công việc ví dụ đi phát tờ rơi nè, đi bán hàng thuê, đi thậm chí có những công việc giống như là đi làm giúp việc để mà mình có thể trang trải cuộc sống qua ngày. Và khi mà bà ngoại mất thì em nghĩ là mình cũng không còn một cái gì nhiều để mình lưu luyến ở ngoài miền Bắc. Và mình quyết tâm là nếu mà mình cứ ở ngoài này, họ hàng lúc đấy thì cứ bảo là em đi làm công nhân đi, tại vì lúc đấy công nhân lương 3-4 triệu ở quê là cũng theo mọi người là ổn định và đủ sống. Nhưng mà cái dáng này làm công nhân thì cũng hơi khó, tại vì gió thổi cái bài mất tiêu công rồi. Nhân thì cũng ngồi rồi kiểu làm dày da rồi có ý là ngồi khỏe chút xíu, tay cũng có cơ bắp chút xíu, hiểu không? Tại vì nhìn một ngọn gió thổi qua lại bay mất tiêu. Dạ. Thì lúc đó anh Đức Anh còn ốm hơn á. Ừ. Thì mọi người biết không, ở quê với một người mà gầy như em, bé thấp bé như em mà lại còn có ước mơ để làm nghệ thuật, thật sự nó là một cái ước mơ quá là xa vời và nó là viển vông với tất cả những cái người mà chứng kiến Đức Anh lúc đó. Mọi người cười chê nhiều lắm, mọi người chế nhạo nhiều lắm. Và sau khi bà ngoại mất thì mình quyết định là mình thử đi, mình hãy thử vào một cái miền đất mà không ai biết đến mình và mình bắt đầu từ con số 0 đi. Nếu mình thất bại, mình cho phép mình trong 2 năm, mình sống đến 80 năm cuộc đời, 60 năm cuộc đời, mình hãy cho phép mình 2 năm, 3 năm để thử sức ở những cái miền đất mới, để được coi trải nghiệm những cái khó khăn coi mới. Mình, nếu mình thất bại, mình vẫn còn một cái ngôi nhà để về mà, mình đâu có mất gì đâu. Mình mất 3 năm tuổi trẻ nó rất là xứng đáng với những cái trải nghiệm. Và mới đầu vào thì đưa anh đi làm trợ lý cho các nghệ sĩ, đi bấm đĩa này, đi xếp đồ. Đây bao nhiêu này. Năm Đức Anh? Dạ, cách đây 4 năm ạ. Và khi em chia sẻ về quá khứ của mình đó, thì anh cũng có thấy được rằng là bạn fan, bạn Phở nhìn em rất là xúc động. Sau khi kể xong thì em cảm thấy là wow, idol mình thật lạ. Ai cũng sẽ có một cái cuộc sống trước đó rất là khó khăn. Và anh Vũ nghĩ rằng là trong cái khó khăn đó, mình cố gắng, mình trau dồi, mình làm những gì tốt nhất có thể để mình có thể đưa ra được một cái sản phẩm, một cái công việc tốt nhất đến đó. Thì bỗng nhiên đến một ngày tổ nghiệp sẽ thương em, một cái niềm may mắn nó sẽ đến với mình. Em thấy em có cái duyên với cái nghề này. Tại vì cách đây 10 năm khi mà mọi người chỉ có tập trung vào sách vở để học ạ, thì em lại có một niềm đam mê với những cái app để chỉnh sửa video trên máy tính này. À, những cái phần mềm chỉnh sửa. Những cái phần mềm chỉnh sửa, những phần mềm thu âm. Em tải beat của anh Nguyễn Đình Vũ ngày xưa về, em hát ở trên. Cách đây bao nhiêu năm? Đây mười mấy năm gì đấy. Mười mấy năm hơn à? 10 năm rồi, từ những cái bài níu kéo này, rồi níu xoa kéo, dịu trái tim em. Xoa dịu trái tim em còn nhớ xưa. Được những bài đó luôn. Yes, à. Và thuộc lầu đến bây giờ. Bé, mình nhớ, em mừng quá. Hát thử một đoạn bài níu kéo cho anh nghe được không ạ? Ok. Vẫn luôn nói với em một điều, ngày qua tình anh vẫn luôn đợi chờ. Thôi thanh xuân em trở về quý vị ơi. Dẫu lắm lúc vẫn muốn em bên cạnh để nghe những lời yêu thương anh nói. Cố tìm lại phút giây nồng nàn, vẫn còn lại tình yêu đó chưa tàn. Điều gì cho anh, điều gì cho em khi cố níu kéo tình yêu. Trời ơi, một trời ơi. Em ơi, đây là một cái sáng tác của anh. Yeah. Mà thú thật chứ quý vị, em cũng không có nhớ cái phần lời của em viết của em. Bài đây chỉ nhớ là You make me cry, you make me smile, I wanna say goodbye. Tình yêu anh không phải. Dạ. Nhưng em thấy đó, anh Đức Anh là anh làm về một cái nội dung liên tục phải cần phải có sự sáng tạo. Và anh làm về mặt âm thanh, một bên là âm thanh hình ảnh. Thì em thích chọn bên nào hơn để sau này tìm được người đỡ đầu cho em? Em hơi tham lam, em sẽ chọn cả hai. Chỉ được chọn một thôi à? Chọn anh Vũ trước rồi sau đó ra bài xong rồi chọn Đức Anh sao? Không ạ, em sẽ chọn anh Đức Anh trước. Trời, vậy là anh Vũ gài, tính nào cũng thất bại luôn rồi Đức Anh ơi. Anh Vũ có biết không, ngày xưa là có rất là nhiều người là đi từ
những người sáng tạo nội dung sau đấy làm nghệ sĩ? Có. Nhưng bây giờ thì em đang thấy một cái xu hướng là những người làm ca sĩ thì lại đang làm sáng tạo nội dung. Làm sáng tạo nội dung thật là nhiều. Thôi em đừng có nói vậy, giống như em đang nói Hồ Văn Hiếu vậy, nên anh không chịu đâu. Xin lỗi. Anh của em. Một người mà nhân vật quay nhiều nhất với em trên kênh của em chính là anh Hồ Văn Hiếu. Thì anh mới nói là thôi em đừng có nói cái tên người nghệ sĩ đó ra. Ở đây mình không có được nhắc đến tên của anh Hồ Văn Hiếu. Anh tự nói luôn rồi đó. Và Phở ơi, em có còn câu hỏi nào muốn hỏi về Đức Anh nữa không? Dạ. Thì hồi nãy em nghe anh Đức Anh hát xong thì em muốn hỏi anh Đức Anh một câu là anh hát hay vậy thì anh có muốn làm chuyển qua làm ca sĩ không? Em quên có cái này để em chưa nói. Trước đây đã từng làm rất nhiều nghề. Và cái nghề đầu tiên mà giúp em có tiền là nghề hát. Ngày xưa ở quê em đi hát đám cưới nhiều lắm anh. Mà em cũng đã từng ước mơ em trở thành ca sĩ. Nhưng mà khi mà em bắt đầu vào thành phố Hồ Chí Minh, gặp rất là nhiều người bạn của mình đã thi những chương trình âm nhạc ở trong này, và sau đấy ấy, làm việc với rất là nhiều nghệ sĩ, ca sĩ lớn ở Việt Nam, thì mình thấy là trời ơi, người ta hát nghe thế mà nhiều khi bài hát của người ta còn chưa được đón nhận nữa, là mình hát như thế này rồi sao mình làm ca sĩ được trời. Cảm thấy mông lung quá đúng không? Mình biết thân biết phận thôi, mình biết hát chơi chơi vui vui thôi, chứ cũng không thể nào làm ca sĩ được. Ngày xưa ở quê rồi làm ca sĩ hát đám cưới chán chê rồi. Mà còn thế này này, mình biết thu âm mà. Hôm nào mình mệt quá, mình thu bè đè lên, mình hát đè hát chồng. Hát chồng. Ở quê em người ta đâu biết hát chồng là gì đâu. Và em là những người tiên phong ngày xưa. Sau khi nghe thần tượng của mình chia sẻ về cái việc không làm ca sĩ trong tương lai nữa, em có buồn không? Dạ không ạ. Không có gì, về anh hát anh nhắn tin anh gửi riêng cho em. Khi anh hứa nhá. Vẫn đi thu âm nhá. Anh hứa nhá. Vẫn đi thu âm xong là để nghe một mình thôi. Thế là anh Vũ sẽ chịu trách nhiệm thu âm xong rồi gửi cho em ạ. Không lấy tiền em đúng không? Em ơi, ở trên sóng truyền hình mình không có nói chuyện về tiền bạc gì hết trơn em à. Tại vì mấy cái đó về mình inbox sau cũng được em nha. Vậy em vẫn còn câu hỏi nào muốn hỏi anh Đức Anh nữa không? Em còn một câu hỏi cuối cùng là anh có muốn thay đổi điều gì ở quá khứ của mình không? Anh sẽ ở bên cạnh bà của anh nhiều hơn. Và anh ước gì là những cái lúc mà mình không có gắt gỏng, hay không có những cái lúc mà mình bị bực tức vì những cái trẻ con của mình ngày xưa, thì nó sẽ trọn vẹn hơn. Em rất là thương bà đúng không? Dạ. Anh Đức Anh có một cái mà em rất là giống ảnh, đó chính là em cũng rất là thương bà ngoại. Và bà ngoại của em thì cũng đang bị ốm và lâu lắm rồi em chưa có về thăm được. Nếu như vậy thì sau chương trình này em cũng mới nên hãy về thăm ngoại nhiều hơn. Và nói với ngoại rằng là con sắp được lên TV nè, ngoại phải coi được con lên TV, thấy con cười tươi trên và được gặp thần tượng của mình nha. Em cũng ước là bà của em coi để chứng kiến những khoảnh khắc em được lên TV như thế này. Sau khi chúng ta đã nghe được những chia sẻ rất là thật lòng từ Đức Anh, cũng như là những câu hỏi rất là dễ thương từ fan hâm mộ, thì chúng ta đang dần dần bước vào với những cái nhịp điệu sôi động hơn. Và trước khi đến với phần 2, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút, chúng tôi sẽ trở lại ngay. Chào mừng toàn thể tất cả quý vị cùng trở lại phần 2 của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao. Chúng ta sẽ đến với một thử thách dành cho đồng đội. Cả hai bạn phải thực hiện được. Nếu không được, cả hai sẽ cùng bị phạt. Và nếu được thì cả hai đều sẽ cùng được thưởng. Luật chơi rất đơn giản. Một người thổi bóng. Sau khi thổi bóng với cái kích cỡ mà mình mong muốn rồi, hãy lấy ngón tay của mình cầm cái thun cột, cái quả bóng đó lự. Rồi sẽ có một bạn đứng bên đây. Bạn sẽ nhận cái quả bóng đó bằng cái vợt này, sau đó bạn tưng, nói chung là tưng làm sao tưng điệu nghệ vô. Khi tới đây rồi á, thì dùng hết sức bình sinh của mình lấy cái tay quýnh một cái phạt, trái banh văng qua cái chỗ bên kia. 5 quả là thắng trong 3 phút, dưới 5 quả thua. Trong trường hợp mà lỡ tưng có rớt quả bóng mà nó chạm xuống đất, không sao, chúng tôi sẽ cho các bạn cơ hội được cầm lên đem về đây và tưng lại từ đầu. Đã hiểu luật chơi chưa ạ? Dạ. Vậy bây giờ ai sẽ là người thổi bóng và ai sẽ là người tưng bóng? Con gái chắc thổi bóng giỏi hơn em ha. Thổi. Em sao mình làm? Dù gì mình cũng từng đi hát đám cưới ca sĩ rồi, sao bắt em nó thổi tội nghiệp nó. Thì em thấy là những cái trò mà kiểu vận động mà kiểu ném vật một cái lỗ. Vậy em có hài lòng với cái vị trí mà Đức Anh đã đưa cho em không? Dạ có. Xin mời ạ. Cố lên. Trước khi vô cuộc thi, chúng ta phải có một chút xíu gì đó để thể hiện cái tinh thần đồng đội của mình. Yeah. Tinh thần rất là đồng đội ạ. Vâng ạ. MC xin ghi nhận.
giống hẹn hò yêu nhau quá nhưng mà cũng rất là dễ thương rồi. Rồi, chúng ta bắt đầu. Sẵn sàng, thời gian bắt đầu. Không cần thổi to lắm đâu. Em nhưng mà đang hơi bé. Trời ơi, chuyên nghiệp quá. Phải tưng lên em mà, em đâu có được để nguyên một chỗ như vậy. Đúng rồi, phải tưng liên tục chứ. Trời, tuyệt vời. Nó được một quả, vẫn còn bốn quả thôi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Cố gắng lên. Hai quả rồi, vẫn còn ba quả nha. Rồi, 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 rồi. Ba quả. Làm càng nhiều càng thấy quen. Em là người sáng tạo nội dung mà em tưng bóng như vậy là không ổn rồi. Em phải tưng bóng theo kiểu sáng tạo nội dung đi ạ. À, hãy đứng ngay đây và hãy làm cho mình vài thế như là chuyên nghiệp. Đúng rồi, tuyệt vời. Đây, đúng rồi, mọi người thổi bóng giúp em nào. Đúng rồi. Hay quá, vẫn còn cơ hội. Đúng rồi, hãy dùng khả năng sáng tạo của mình để giữ lại cái sự cơ hội này và chuẩn bị quá. Ây da, hụt luôn rồi. Thổi bóng mới đi ạ. À, anh à, bé sau này có thể thổi bóng nhỏ nhỏ hơn chút xíu để có thể qua được. Bóng này qua cái bộ khó. Anh Hồng của cô vu em có khi em vào đâu anh. Cố lên ạ. À, rồi chuẩn bị. Hey, hey, hey. Chiến thắng rồi. Yeah, yeah, yeah. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao và chúc mừng chiến thắng của hai bạn. Đây chính là phần quà của hai bạn mà chương trình muốn gửi tặng ạ. Đây là hai voucher mua sắm. Đây, gửi cho Phở, gửi cho Đức Anh. Thôi mình đi về. Ủa, khoan khoan, em phải chia sẻ đó. Đi mua sắm. Em đã nhận quà của chương trình rồi, từ từ đi ạ. Mình chia sẻ xong đi, mình còn phải chào quý vị khán giả nữa. À, cảm xúc của em hôm nay là rất là vui khi gặp được anh Đức Anh cũng như là anh Vũ. Còn cảm xúc của em thì như thế nào? Dạ, rất vui được gặp em. Dạ. Và ngày hôm nay sẽ có thêm rất là nhiều động lực nữa. Đây không phải chương trình xe duyên ạ, à, xin lỗi tôi phải cắt ngang lần hai ạ. À. Dạ vâng ạ. À, và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và quý vị đừng quên cũng giờ phát sóng quen thuộc của chương trình Hẹn Hò Cùng Ngôi Sao của chúng tôi vào lúc 13:15 trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng công ty truyền thông Bi. Xin chào tất cả quý vị và hẹn gặp lại. Sau chương trình này thì thật sự là càng có thêm nỗ lực và động lực gấp 10 hơn nữa để sáng tạo thêm thật nhiều nội dung hay để gửi tới mọi người. Và hy vọng là mọi người sẽ không bao giờ chán hay là quên đi Thánh Đột Nhập nha. Đứa anh sẽ cố gắng đột nhập thêm thật nhiều nhà hơn nữa nhé. Chúc anh ngày càng thành công hơn và ra nhiều clip thật là viral hơn.